Hello, xin chào các đồng chí thân mến của Lợi Minh, cũng như anh chị em các bạn, cùng anh chị em các bạn thân mến. Hôm nay chiều thứ ba, Bắc Mỹ Mountain Time. Tình hình ở bên Mỹ thì nói chung cũng không có gì tốt hơn. Mọi vấn đề vẫn đi vào trong sự khủng hoảng từ chính trị, kinh tế, đất nước, xã hội và con người. Nhất là hiện nay vấn đề an ninh trật tự bên Mỹ nó rất là rối loạn, nó gần như là một cái bãi chiến trường và những cái sự vô luật pháp ở những cái thành phố lớn, mà những cái phe phái, đảng phái, tức là đảng dân chủ, nó bày ra lắm trò và nó làm suy yếu đi cái bộ phận cảnh sát để bảo vệ cái an ninh trật tự xã hội. Từ khi có những cái chiến dịch gọi là người da đen trước hết, là người da đen cần phải quan tâm đến người da đen, những làn sóng xã hội bên Mỹ đó, nó tạo nên nước Mỹ bây giờ nó mất an ninh khủng khiếp ở trong những cái thành phố lớn. Mở tin tức lên xem đủ thứ, nó giết đủ kiểu đủ cách. Có mấy thằng Mỹ nó đi câu cá mà nó bị tấn công, rồi đi xách súng mà nó bắn nó giết. Rồi một đám trẻ con nhỏ nhất là 10 tuổi, nó tổ chức gọi là đi cướp xe, carjack, nó cướp xe người ta, nó bắt cóc á, giống như kiểu nó bắt cóc khủng khiếp. Rồi anh chị em các bạn biết ở Chicago hiện nay nó rất là loạn, nó vô luật pháp tới nỗi mà ông Trump ông phải đưa cảnh sát liên bang xuống để đặng mà bảo vệ những cái trật tự. Portland cũng vậy, Washington DC mạnh chỗ nào nó dấy lên chỗ đó, tại vì mấy cái người cảnh sát bị tụi cái nhóm mà dân chủ nó chèn ép người ta, nó defund, nó cắt những cái phản chi vào cho cảnh sát. Cho nên hiện nay bên cảnh sát Mỹ nó rất nhiều người họ xin nghỉ hưu sớm và họ chuyển công việc khác làm. Tại ngành cảnh sát Mỹ bây giờ nó đã nguy hiểm rồi, bây giờ nó còn nguy hiểm hơn xưa nữa. Bây giờ cảnh sát nó không còn được cái sự bảo vệ trong cái ngành nữa. Mấy thằng mà làm thống đốc rồi thị trưởng rồi giờ nó bị khùng điên hết trơn, cái gì nó cũng làm theo cái dân da đen. Bây giờ nó làm theo cái nhóm dân chủ của nó đem chính trị nó lồng vào trong đó để đặng mà nó gây bất ổn xã hội, nó tạo cho cái vận động bầu cử trở nên tồi tệ hơn bên cái phe của ông Trump, khủng khiếp. Cho nên các bạn đang sống ở trong đất nước Việt Nam, có một cái đất nước rất là thanh bình, hãy bảo vệ lấy, đừng có để mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám dân chủ cũi nó cho các bạn ăn cái bánh vẽ. Tôi nói đừng có mơ, tôi đã đấu tranh trên cái không gian mạng này mấy chục năm rồi, tôi bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và cái công sức để làm sao truyền về quê hương những cái mà trung thực, để những người khác không có bị vướng vào những cái vòng lao lý lẩn quẩn lanh quanh, bị cái tổ chống cộng cực đoan ở hải ngoại nó dùng cái đồng tiền nó thao túng. Các bạn nhìn thấy tư bản tự do đâu phải đơn giản đâu, nó là một cái sự rất là khủng khiếp. Mấy thằng chống cộng xuyên tạc trên không gian mạng này toàn là cái lũ ô hợp đạo đức giả, không có thằng nào ra hồn vía chứ. Nhiều thằng lên bằng nhìn thằng Tân Thái bên đi chương rồi, có thằng nào ra hồn vía gì đâu, ngay cả con Lisa Phạm đồ cũng vậy, mấy cái lũ đó mèn luôn,
chỉ có những số những người nhẹ dạ rồi đi theo nó, rồi ở trong nước thì cứ đưa, quắn cái khăn ba sọc lên giống như ta đây rồi ghê gớm, bây giờ già thấy mặt ối mấy cái đá mà ngồi đó nó mơ cái ngày nó phục quốc ba cái cờ vàng ba sọc, rồi cái tối ngày xách ra cái đeo ngồi đó tôn thờ, người ta dục mẹ sọt rác Mỹ nó dục vô thùng rác lụm ra đeo vô rồi ngồi đó rồi ca rồi tự sướng với nhau. Tôi nghe một số anh chị các bạn kể là trong nước hiện nay rất là cuộc sống rất là nhộn nhịp, nghe kể là bà con bây giờ không có đi chơi nước ngoài nhiều, họ tập trung về vui chơi trong quốc nội, đường xá vui chơi, xe cộ du lịch máy bay đồ đi đông đúc, tôi thấy rất là vui, đó là một cái điều rất là đáng mừng. Trong khi đó mới trước khi tôi live stream thì tôi vào diễn đàn của đồng chí Lisa Vũ ở bên Úc Đại Lợi, thấy đồng chí Lisa Vũ đi live stream ở mấy cái đường phố nó vắng như chùa Bà Đanh vậy, những cái tiểu thương rồi tơi bời ba lá te tua hết. Các bạn thấy làm ăn ở những cái đất nước tư bản bây giờ nó đã lộ ra những cái bản chất xạo trá lừa bịp, toàn là hứa này, đủ thứ hết. Chính trị Mỹ bây giờ nó đã khơi bài lên cái sự thật hết trơn rồi. Những thành phần mà đấu tranh mà đi ra hải ngoại rồi đó, bây giờ ngồi đó khóc rầm. Nước Mỹ của tao. Nước Mỹ của tao. Bây giờ nó cho tụi bay đã đảo Lợi Minh, tổ chức Lợi Minh. Bây giờ ngồi đó mà đói meo râu hết, kinh tế mà nó sụp một cái thì thôi mất nhà mất cửa, cuộc sống lăn đùng vào trong cái sự bế tắc này qua bế tắc nọ, mà lúc nào nhìn về Việt Nam cũng sôi bối chỉ trích chê bai, thấy ớn chờ đậu luôn. Phải tụi nó qua xứ người ta nó làm ông này bà nọ rồi thì mình không nói. Mà những người ta thành đạt ở bên đất Mỹ hải ngoại rồi đó, người ta đâu có đó giống như mấy cái đám chống cộng cực đoan đâu, còn mấy cái đám mà dân chủ cựu trong nước toàn còn là cái dân gì đâu không. Giống như gia đình của cái bà Cấn Thị Thiêu á, màng đất ơi, vậy mà đi ra làm chính trị đúng là những cái con buôn chính trị thật chứ. Nhìn thấy ớn chờ đậu, Việt Nam mình mà mấy cái tay này nó ra nó nắm quyền thì thôi tan nát hết, còn gì đất nước chẳng ra hồn vía gì hết. Qua bên Mỹ cũng vậy, dân bản xứ nó cấp đầu còn thua con chó, dạ thưa vâng. Mà quay về Việt Nam chê cái giống gì cũng chê đó, không từ thứ gì chứ. Qua bên Mỹ thì xách cái cài đi cài làm đầu tắt mặt tối, trong cái mùa đại dịch này biết bao nhiêu người họ lâm vào sự bế tắc, đi ra đường giờ ai cũng sợ hết, giờ đi đâu người ta cũng sợ, vấn đề bạo động bạo loạn nó vô luật pháp. Anh chị em các bạn biết gọi cảnh sát, khi cảnh sát nó không tới luôn mà. Cảnh sát bây giờ nó tới đụng vô là bắt đầu nó tấn công cảnh sát, rồi làm đủ thứ chuyện đó. Chừng nào xong xuôi cái gì hết rồi cảnh sát nó mới tới lập biên bản. Những cái vụ giết người hiện nay nó xảy ra hàng giờ hàng ngày khắp nước Mỹ, cảnh sát gọi nó nhiều khi cả mấy tháng nay nó cũng đâu có đi điều tra đâu. Anh chị các bạn thấy nó đâu có điều tra vụ án nào đâu, nó ngâm tôm đó. Bây giờ cảnh sát mà đụng vô là bắt đầu nó bị vu oan, rồi nó bị mấy cái nhóm mà dân chủ của Mỹ nè, nó quay ra nó làm đủ kiểu đủ cách loạn khủng khiếp.
Thôi thì là mình like tới đây. Chào anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp like sau. Còn có khoảng 10 ngày nữa là mình về tới Việt Nam rồi. Về vẫn chắc là vui á. Không đâu bằng quê hương mình anh chị các bạn. Thôi xin chào nha. Bye bye.